Đấy, và một để mà được một bộ trang phục này phải cần rất là nhiều người hỗ trợ nha cả nhà. Cùng ai tin nên áp lá tử nè. Ô, nó chơi nhà ăn cúp lần nè, chỉ đi tao ở trên cúp lần nè. Là như vậy thì xài lên miền qua bù. Để mặc được một bộ đồ dân tộc Sán Chỉ thì rất là cầu kỳ cả nhà. Thứ nhất là làm một cái áo dân tộc Sán Chỉ, nếu mà theo như hồi xưa các tự trồng bông và đến khi dệt vải làm thành phẩm như này thì nó mất rất là nhiều quá trình để làm ra được một cái áo như này cả nhà. Trong khi đó thời gian bây giờ, hiện tại thời đại bây giờ thì nó có rất là nhiều cái công nghệ làm nên là làm rất là nhanh. Cả áo cả cái khăn này, kể cả bây giờ thì nó có máy móc hỗ trợ nên là làm nó cũng tương đối khá là nhanh, nhưng mà cái chất liệu thì nó sẽ không bằng như hồi xưa nha cả nhà. Đây là quy trình chuẩn bị xong cả nhà. Mời xón ăn thá, nhớ đi. Mang đi xón, bồi ăn thá. Mẹ, ấy. Mẹ mẹ. Đôi quái coi gì mà tự kiếm quyết mà tự đảm coi. Không ăn đi xong bồ. Không ăn đi xong bồ. Quái lắm sao bồ. Quái lắm sao bồ. Quái lắm sao bồ. Quái lắm sao bồ. Toàn cười như là toàn. Rồi lắm sao bồ. Đấy, cái này đã xong rồi cả nhà. Đó, xong nha cả nhà nha. Là sáng nhất là nha. Tao này các. Đứng đây. Rồi, ok. Sâu này ba. Sâu lại. Đó, sâu này. Ok. Đó, và như các bạn thấy quả mú này thì nó rất là làm rất là cực kỳ nha cả nhà. Còn cái chuông này là chuông bạc nhé cả nhà. Sang coi.